Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 9 năm 2024 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh Nhân. Bây giờ, mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Những ngày qua, Đức Thánh Cha Francisco có chuyến tông du tại Luxembourg và Bỉ. Do đó, Ngài đã không tổ chức buổi đọc kinh truyền tin thường lệ với các tiền hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, trong thánh lễ được cử hành tại sân vận động quốc gia Bỉ ở Bruxelles, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài giảng Chúa Nhật thứ 26 thường niên và cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại đây. Trích câu phúc âm theo Thánh Marco: Nếu ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin ta đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Chúa Giêsu cảnh báo về mối nguy hiểm của sự tai tiếng, tức là cản trở con đường của những người bé nhỏ. Đó là một lời cảnh báo mạnh mẽ, một lời cảnh báo nghiêm khắc. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha đã ca ngợi vị chân phước mới, nữ tu dòng Carmen, Ana de Jesus, tên khai sinh là Ana de Lobera y Torres, là một trong những tấm gương của giáo hội về phong cách thánh thiện nữ tính, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, được tạo nên từ sự cởi mở, tình bạn và chứng tá. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ca ngợi vị chân phước mới là một trong những tấm gương của giáo hội về phong cách thánh thiện nữ tính. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy lắng nghe những gì Chúa Giêsu nói trong phúc âm. Hãy lùi ra sau ta, hỡi đôi mắt tai tiếng nhìn thấy người nghèo khổ và ngoảnh mặt đi. Hãy lùi ra sau ta, hỡi đôi bàn tay tai tiếng, khép chặt nắm đấm để che giấu kho báu và cất giấu chúng đi. Hãy lùi ra sau ta, hỡi đôi chân tai tiếng chạy nhanh, không phải để đến gần những người đau khổ mà để tránh xa họ. Chúng ta phải từ bỏ não trạng này. Không có điều gì tốt đẹp hay vững chắc có thể được xây dựng trên nó. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo từ bỏ tính ích kỷ và hẹp hòi, bởi đó là những điều tai tiếng ngăn cách chúng ta với Chúa và với anh chị em trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định, lòng ích kỷ giống như mọi thứ cản trở lòng bác ái là gây tai tiếng vì nó đè bẹp những người nhỏ bé, nó làm nhục con người trong phẩm giá của họ và dập tắt tiếng kêu của những người đau khổ. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến tông du đến Bỉ và Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Lebanon, Gaza, Palestine, Israel. Bây giờ là phần tin chi tiết. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội, đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến việc nhận sứ mới. Sang Chủ nhật ngày 29 tháng 9, giáo sứ Phương Trung vui mừng chào đón cha tân chính sứ Phêrô Phạm Văn Hùng, thánh lễ và nghi thức trao sứ vụ do cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Từ năm 2015, quý cha dòng Đa Minh chính thức về ở thường trực và mục vụ tại giáo sứ Phương Trung. Sau 9 năm, dưới sự hướng dẫn và coi sóc của quý cha, đời sống đức tin cũng như các cơ sở vật chất của giáo sứ ngày càng được cải thiện. Sinh hoạt của hội đoàn dần đi vào nề nếp và có những biến chuyển tích cực. Đặc biệt, ngôi nhà mục vụ 2 tầng khang trang cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Hôm nay, Đức Tổng giám mục chính thức bổ nhiệm cha triều về coi sóc giáo sứ. Nghi thức trao sứ vụ cho cha mới được cử hành trước thánh lễ. Chia sẻ về sứ vụ mới của cha Phêrô, trong bài giảng lễ, cha Bruno Phạm Bá Quế mời gọi cộng đoàn Phương Trung hãy đón nhận, nâng đỡ, cộng tác và cùng với cha Phêrô viết tiếp trang sử thánh thiện của giáo sứ mà các đấng tiền nhiệm đã giải công gầy dựng liên quan đến hồng ân khấn dòng. Sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 9, giáo sứ Sơn Miêng vui mừng tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng ngân khánh khấn dòng của Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Len, dòng Minh Thánh Giá Hà Nội. Là một người con của quê hương giáo sứ Sơn Miêng, Sơ Maria đã dâng mình cho Chúa trong ơn gọi thánh hiến tại dòng Minh Thánh Giá Hà Nội. Sau 25 năm khấn dòng, Sơ vẫn luôn trung thành và vui tươi dấn thân theo Chúa trong linh đạo Minh Thánh Giá. Dừng lại với dấu mốc 25 năm hồng ân của đời dâng hiến, Sơ đã trở về quê hương để cùng thân nhân và bà con dân xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân tổ tiên, cảm ơn quý đấng bậc, quý thân nhân và ân nhân đã đồng hành và giúp đỡ Sơ trong ơn gọi tu trì. Thánh lễ tạ ơn do cha xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn chủ sự. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse Phạm Văn Tuyền gợi nhắc lại những khó khăn trong bước đầu hành trình theo đuổi đời sống thánh hiến của Sơ Maria. Tuy nhiên, Sơ vẫn trung thành với ơn gọi. Đây chính là dịp để những người con của giáo sứ Sơn Miêng biết noi gương bắt chước các bậc tiền bối, đặc biệt là vị thánh ưu tú của quê hương Francisco Xavier Nguyễn Cần. Liên quan đến hoạt động của các đoàn hội, thứ Bảy, ngày 28 tháng 9, giáo sứ Phúc Châu và ban kèn giáo sứ hân hoan mừng lễ quan thầy Tổng lãnh Thiên thần Mikae. Hôm nay cũng là dịp ban kèn của giáo sứ kỷ niệm 7 năm thành lập. Vào lúc 17 giờ 45, cha xứ Gioan Bautista Nguyễn Văn Chiến, chủ sự cuộc rước thánh Mikae xung quanh khuôn viên nhà thờ, với sự tham dự trang nghiêm và sốt sáng của đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Đúng 18 giờ, cha xứ Gioan Bautista long trọng cử hành thánh lễ. Cũng trong ngày này, tại giáo xứ Sâm Dương, cha xứ Giuse Nguyễn Hữu Lam đã giới thiệu ban kèn và chủ sự thánh lễ mừng Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, quan thầy ban kèn giáo xứ. Vào lúc 17 giờ, cha xứ Giuse đã đặt mình Thánh Chúa để mọi người cùng chiêm ngắm và thờ lạy. Sau đó, các thành viên ban kèn cùng cộng đoàn trang trọng cùng nghênh Tổng lãnh Thiên thần Gabriel xung quanh khuôn viên giáo xứ. Sau khi cắt nghĩa về ba Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, cha xứ nhắn gửi đến các thành viên của ban kèn: hãy sống gương mẫu mà noi theo Thánh Quan Thầy để loan truyền đi những tin tốt lành đến với tất cả mọi người. Được biết, ban kèn giáo xứ Sâm Dương hiện nay có 42 thành viên, trong đó có 15 kèn nữ và 27 kèn nam, thành viên nhiều tuổi nhất là 60 tuổi và ít nhất là 10 tuổi. Liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm, Chủ nhật ngày 29 tháng 9, 51 em thiếu nhi giáo xứ Sở Hạ đã được Đức Tổng thống mục Giuse Vũ Văn Thiên sức dầu ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần trong thánh lễ ban bí tích thêm sức. Sau bài giảng là nghi thức ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi. 51 em đã cùng cộng đoàn lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Kế đó, Đức Tổng thống mục Giuse đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn tràn ơn thiêng của Ngài trên các em. Trong trang nghiêm, các em lần lượt cùng cha mẹ đỡ đầu tiến lên lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến tông du đến Bỉ. Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến tông du tới các quốc gia châu Âu là Bỉ và Luxembourg, đánh dấu chuyến tông du nước ngoài lần thứ 46 của Ngài. Chuyến bay của hãng hàng không Brussels Airlines chở Đức Thánh Cha và các nhà báo tháp tùng đã cất cánh từ căn cứ không quân Melbourne vào khoảng 1 giờ 20 chiều giờ địa phương và dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Fiumicino của Roma vào khoảng 3 giờ chiều. Sau khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu cả nước tại sân vận động ở Brussels vào sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 9, Đức Thánh Cha đã được các nhà chức trách đưa tiễn và tổ chức lễ chia tay với sự tham gia của dàn hợp xướng tại căn cứ không quân. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới các quốc gia châu Âu là Bỉ và Luxembourg từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 là chuyến tông du thứ hai của Ngài trong tháng này. Khi trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco dừng chân tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria để cảm tạ Đức Mẹ đã bảo vệ Ngài trong suốt chuyến tông du vừa qua. Ngài đặt một bó hoa trên bàn thờ ở nhà nguyện Gregoriana, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chở che của mẹ trong suốt chuyến tông du tới Luxembourg và Bỉ. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về nơi ở của mình tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Lebanon, Gaza, Palestine, Israel. Ngay sau thánh lễ tại sân vận động ở Brussels, Bỉ, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông hãy ngừng bắn ngay lập tức ở Lebanon, ở Gaza, ở các vùng còn lại của Palestine và ở Israel. Tôi yêu cầu tất cả các bên ngừng bắn ngay lập tức ở Lebanon, ở Gaza, ở các vùng còn lại của Palestine và ở Israel. Các con tin phải được thả và viện trợ nhân đạo phải được phép thực hiện, Đức Thánh Cha nói. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi sau khi cho biết Ngài tiếp tục theo dõi với nỗi đau và mối lo ngại lớn về sự leo thang và gia tăng căng thẳng của cuộc xung đột ở Lebanon. Quân đội Israel đã tấn công nhiều mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon vào Chủ nhật, giết chết một thủ lĩnh cấp cao khác của Hezbollah một ngày sau khi nhóm chiến binh này xác nhận cái chết của Hassan Nasrallah, làm gia tăng nỗi sợ về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và hàng nghìn người bị thương. Israel, quốc gia đã tàn phá Gaza trong 11 tháng ném bom không ngừng, đã phát động một cuộc tấn công vào Lebanon vào sáng thứ Hai sau nhiều tháng giao tranh biên giới đẫm máu sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cuộc chiến này có những tác động tàn phá đến người dân, rất nhiều người tiếp tục chết ngày này qua ngày khác ở Trung Đông. Và Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời nhắc nhở tất cả những người đàn ông và phụ nữ có thiện chí, không quên đất nước Ukraine đang đau khổ. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Geronimo, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Geronimo, tức Jerome, qua đời tại Bethlehem ngày 30 tháng 9 năm 419 hoặc 420. Lễ kính ngài đã khá phổ biến ở Gaul trong thế kỷ thứ 8, sau đó lan khắp phương Tây thế kỷ thứ 9, thứ 10. Eusebius Hieronymus Sophronius sinh khoảng năm 340 tại Sidon, gần biên giới Dalmati, trong một gia đình Kitô giáo sung túc. Đến Roma, Jerome theo học trường của nhà tu từ nổi tiếng Donatius
và vì rất say mê văn chương cổ điển, Jerome đã tạo cho mình một thư viện phong phú. Được Đức Giáo Hoàng Liber năm 352-366 rửa tội cho, Jerome lưu lại Trèves ít lâu, sau đó tới Aquile. Tại đây, Jerome có ấn tượng về lòng đạo đức của các giáo sĩ thành phố. Khoảng năm 372, Jerome sang phương Đông, đến Antiochia thì ngã bệnh. Trong bức thư nổi tiếng gửi Ostosium, Jerome kể lại trường hợp lương tâm Kitô giáo của ông bị mê hoặc theo văn chương đời. Vì trong một thị kiến, Thiên Chúa xét xử đã nói với Jerome rằng người là đệ tử Cicerone chứ không phải môn đệ Kitô. Lúc bấy giờ, Jerome rút vào hoang mạc Chalcis, Syria, nơi đây có nhiều nhà khổ tu. Tại đây, ông học tiếng Hebrew. Sau đó, ông trở lại Antiochia thụ phong linh mục, rồi đến Constantinople năm 380-381, tiếp tục học khoa chú giải với Thánh Apollinaire de Laodicea và Thánh Gregoire de Nazianz, dịch các bài giảng của Origen từ tiếng Hy Lạp và cuốn Chronic của Joseph de Caesarea. Năm 382, Jerome tháp tùng Pauline de Antioch và Epiphan de Salamin dự công đồng chung Roma. Jerome được đánh giá là chuyên viên giỏi. Ngài ở lại Roma được chỉ định làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Damas. Đức Damas giao cho ngài xem lại bản văn Latin các sách phúc âm và thánh vịnh. Đồng thời, ngài làm linh hướng cho nhiều phu nhân trong giới quý tộc như Marcella, Paula, Ostosium. Sau khi Đức Giáo Hoàng Damas qua đời, ngài trở thành nạn nhân của một nhóm tố cáo ngài quá cứng rắn trong các yêu sách về dòng khổ tu và quá mới mẻ trong các công trình về kinh thánh. Thánh nhân từ giã Roma xuống tàu trở lại phương Đông. Ngài đi viếng Palestine, thăm Ai Cập và hoang mạc Nitri, Hạ Ai Cập, vùng có nhiều thầy khổ tu sinh sống. Tại Alexandria, ngài tham vấn nhà thần học chữ danh là Didymus. Sau hết, ngài đến Bethlehem và ở đây cho đến khi qua đời. Tại đây, thánh nhân có thể toàn tâm toàn ý hoàn tất bản dịch kinh thánh từ tiếng Hy Lạp, bản Septuaginta và từ Hebrew, phần lớn Cựu Ước. Trong các tác phẩm lịch sử của thánh nhân, ngoài các tác phẩm khác, có thể kể đến De Viris Illustribus, những con người lừng danh, là bản tổng kết quý báu 4 thế kỷ văn chương Kitô giáo. Cũng cần nhắc đến lượng thư từ đồ sộ ngài viết, từ mẫu giấy nhỏ đến cả thiên luận thuyết quan trọng. Hiện giờ, chúng ta còn lưu giữ được trên 120 thư. Jerome cũng là nhà bút chiến dữ dội và đáng gờm. Năm 383, ngài từng phản bác Henpidius, phủ nhận sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Sau đó, ngài tấn công Vigilance để bênh vực việc tôn kính các vị tử đạo và một số tập quán trong đời tu dòng. Trong cuộc tranh luận lâu dài về Origen năm 343-402, Thánh Jerome chống lại Rufin và Jean, giám mục Jerusalem. Những năm cuối đời, ngài gặp nhiều chuyện buồn. Các đồ đệ và bạn hữu qua đời, quân Manzi xâm chiếm, đốt phá các tu viện. Cuối cùng, ngài qua đời ở Bethlehem, thọ 80 tuổi. Bethlehem là nơi ngài từng lao động trí tuệ và đền tội suốt 35 năm cuối đời. Thánh Jerome là một trong những vị thánh thường được nhiều ảnh tượng công giáo ghi khắc. Khi là một hối nhân nơi hoang mạc, Lorenzo Lotto, Louvre, Rubens, Dresden, Van Dyck, Dresden, Giordano, Madrid. Khi là một tiến sĩ hội thánh hay một hồng y, đôi khi có thêm một con sư tử mà ngài từng nhổ cái gai ở chân cho, Durer, Petit Palais, Paris. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!